câu hỏi đặt ra là nghi phạm này là nhân chứng vụ án hay chính anh ta là hung thủ vụ án. Giả thuyết nghi phạm này chính là hung thủ đã được chứng minh là không đúng khi nghi phạm tỏ ra rất hợp tác với cơ quan điều tra và các chứng cứ đều cho thấy anh ta khó có thể là hung thủ của vụ án. Bởi vậy, vụ án tiếp tục lầm vào bế tắc. Từ những miêu tả ít ỏi của đối tượng về bóng người lúi húi bên xe máy vào thời điểm vụ án xảy ra, đội cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt đầu suy luận về hướng rút chạy của nghi phạm. Nghiên cứu sơ đồ hiện trường vụ án, các điều tra viên nhận thấy nơi xảy ra án mạng khá gần với đường cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn. Tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm, các điều tra viên nhận định nghi phạm sau khi gây án nếu tẩu thoát theo khu đồi Bạch Đàn, trèo qua đường cao tốc sang bên kia thì sẽ không có camera nào ghi được hình ảnh. Đúng như đã nhận định, ở phía bên kia đường cao tốc, các trinh sát được một người xe ôm cho biết hơn 10 ngày trước. Vào khoảng 3 giờ sáng, có một thanh niên bắt xe của anh ta về nhà nghỉ ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Khi tới nơi, do hết tiền nên người này đã đặt lại một chiếc điện thoại. Qua miêu tả sơ bộ, các trinh sát nhận thấy có nhiều điểm khớp với lời khai của nhân chứng trước đó về người đàn ông xuất hiện tại hiện trường vụ án. Sau hơn 10 ngày, các cuộc điều tra bế tắc lại được mở ra một hướng tìm kiếm mới. Người thanh niên đi xe ôm về thị trấn Chờ kia có liên quan gì đến vụ án mạng? Anh ta là ai? Anh ta đang ở đâu? Thị trấn Chờ là trung tâm của huyện Yên Phong, nằm cách trung tâm thành phố Bắc Ninh khoảng 15 km về phía đông. Để tìm thấy một thanh niên thuê nhà nghỉ tại thị trấn Chờ vào thời gian cách đó khoảng 10 ngày là một công việc vô cùng tốn thời gian và công sức. Các trinh sát đã phải tỏa ra đi hết các nhà nghỉ trong thị trấn để xác minh về dấu vết của thanh niên này. Đề bài đặt ra là một đối tượng đi xe ôm đến thị trấn vào lúc rạng sáng ngày 27 tháng 5 năm 2019. Hàng trăm cuốn sổ ghi chép thông tin khách hàng này đã được lật dở để tìm kiếm được thông tin kẻ bí ẩn. Và sau một thời gian, cái tên Nguyễn Ngọc Tú đã được gạch chân trong sổ tay của trinh sát. Nhân vật này có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với những gì mà các nhân chứng đã mô tả về thanh niên có mặt tại Hồ Văn Miếu khi xảy ra vụ án, cũng như người đã đi xe ôm về từ thành phố Bắc Ninh. Thông qua những cái thông tin của nhà nghỉ thì chúng tôi là xác định được cái bạn gái, người yêu của Tú. Và từ người yêu của Tú thì chúng tôi đã xác định ra được Tú. Trong sổ theo dõi của một nhà nghỉ tại thị trấn Chờ cũng xác định sáng ngày 27 tháng 5 năm 2019, Tú cùng bạn gái đến thuê phòng tại đây. Từ người yêu của Tú, lực lượng chức năng xác định được nhân thân Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 2000, ngụ xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Tú chưa có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy nhưng đặc biệt nghiện game. 15 ngày sau khi vụ án xảy ra, Tú bị bắt giữ khi hắn đang mải mê chơi game tại một quán net. Tú nhanh chóng nhận tội, công an cũng thu giữ được tại nhà nghỉ mà Tú tá túc, chiếc áo dính máu và giấy tờ của ông Đậu bị mất. Bằng lời khai của Tú, các điều tra viên đã hình dung lại hoàn toàn hiện trường kinh khủng của một vụ án. Ở tại hồ điều hòa, cháu đi lang thang ở hồ điều hòa thì tình cờ đi ngang qua chòi thấy một người đàn ông đang nằm trong đấy ạ. Sau đó thì cháu vào, cháu có hỏi xin tiền ạ, thì ông người đàn ông ấy không cho, xong người đàn ông ấy bỏ chạy thì cháu có đâm với một cái vào lưng ạ. Sau đó thì người đàn ông ấy ngã xuống ạ, ở cửa chòi ạ. Thì cháu có chạy ra, cháu đâm tiếp một cái phát vào cổ ạ.
Xong rồi ông ấy tiếp tục bỏ chạy thì cháu có đuổi theo đạp ngã và đâm liên tiếp hai cái vào bụng người đàn ông ạ. Xong cháu lấy chìa khóa và mở cốp xe lấy đi một cái túi da. Điều không ngờ, vụ sát hại trong đêm mưa này lại bắt đầu từ một phút giây bồng bột của kẻ sát nhân, mà hậu quả là một người vô tội đã ra đi mãi mãi. Khoảng 21:30 ngày 26 tháng 5, Tú đi bộ một mình ra hồ điều hòa tập thể dục. Khi được 3 vòng hồ thì Tú ngồi nghỉ ở ghế đá và nhắn tin cho bạn gái. Sau đó nằm ngủ. Tới khoảng 3 giờ sáng, Tú thức dậy, mở điện thoại ra xem nhưng vẫn chưa thấy người yêu nhắn tin. Nên Tú đi bộ ra hướng cầu Bồ Sơn với mục đích bắt taxi về Yên Phong đến nhà nghỉ đã hẹn với người yêu trước đó. Khi đi bộ qua chòi số 1, Tú thấy ông Đậu nằm ngủ một mình, có chiếc xe máy dựng trước chòi. Tú nhìn quanh không thấy ai nên nảy sinh ý định xin tiền ông Đậu. Khi Tú đánh thức ông Đậu dậy xin tiền thì bị ông này từ chối. Tú rút con dao gấp giả dọa. Tức thì ông Đậu vớ chiếc mũ bảo hiểm đánh lại. Tú dùng chuôi dao đập nhiều nhát vào đầu và mặt nạn nhân. Lúc này ông Đậu bỏ chạy và hô cướp cướp. Lo sợ bị phát hiện, Tú đuổi theo rồi đâm thêm nhiều nhát cho đến khi thấy nạn nhân nằm im. Biết rằng ông Đậu đã chết, Tú lục người lấy chìa khóa để mở khóa càng xe nhưng bất thành. Sau khi lật cốp mà không thu được gì, Tú lấy giấy tờ của ông Đậu rồi bỏ đi. Tú bắt xe ôm về nhà nghỉ với người yêu và lẩn trốn ở thị trấn chờ cho tới khi bị bắt. Sau đúng 15 ngày thì chúng tôi đã làm rõ đối tượng. Qua cái vụ án này thì tôi khuyến cáo các cái gia đình có con em thì quản lý chặt chẽ, không để cho các cái đối tượng coi như tụ tập, không để cho các đối tượng là lôi kéo tụ tập để đi theo cái con đường phạm tội. Đồng thời nữa là khuyến cáo các cái tổ chức xã hội, các cấp, các ngành đều vào cuộc vận động gia đình, người thân, các cơ quan đoàn thể từ cơ sở đến tỉnh. Chúng ta đều vào cuộc, đều làm tốt công tác quản lý con em gia mình. Nếu phát hiện được con em gia đình mình có những cái biểu hiện lệch lạc, chúng ta chấn chỉnh ngay thì sẽ không dẫn đến con đường phạm tội. Một vụ án tưởng như đã đi vào ngõ cụt, nhưng bằng sự thận trọng, chính xác cũng như kết hợp với những suy luận phán đoán logic của các điều tra viên, hung thủ thật sự đã được đưa ra ngoài ánh sáng. Hành vi giết người cướp tài sản của Nguyễn Ngọc Tú đã bị pháp luật trừng trị xác đáng bằng bản án tử hình do cả hai cấp tòa án tuyên phạt.
Tuy nhiên, những day dứt về một hành vi sát hại dã man người vô tội không đáng có đã dấy lên những hồi chuông cảnh báo cho những thanh niên sớm hư hỏng và đi vào con đường tội phạm như Nguyễn Ngọc Tú.